Sau gần một tháng tranh tài, cuối cùng MSI 2023 đã kết thúc với chức vô địch của Super Team Jing Dong Gaming cùng với rất nhiều bất ngờ khác. Hôm nay, hãy cùng MGN Esports nhìn lại một mùa giải MSI 2023 vô cùng đáng nhớ trên đất thủ đô làng sương mù nhé. Trước khi bắt đầu, 500 anh em hãy ủng hộ tôi một nút đăng ký cho MGN Esports và một like cho video này nhé. Subscribe thì sẽ được thưởng, không subscribe sẽ bị tội phạt đấy. MSI 2023 chính thức khai màn vào ngày 2 tháng 5 tại thành phố London, cái nôi của những câu lạc bộ bóng đá khét tiếng như Tô Lừ. Mặc dù nổi tiếng về môn thể thao vua, London chưa từng có kinh nghiệm tổ chức liên minh huyền thoại giải lớn. Nhưng ngay khi Rito cảm hứng cái hang của bầy trồn xanh lẻ để thiết kế sân khấu MSI năm nay, cộng đồng liên minh huyền thoại đã trầm trồ thán phục tầm nhìn của ban tổ chức. Có lẽ Rito đã lường trước cái hang này sẽ rất phù hợp cho một số đội dùng làm cửa xuất cảnh về nước. Sau nhiều mùa giải quốc tế thi đấu với kiểu thể thức loại trực tiếp và toàn phải xem hàn chung đánh chung kết, Rito đã thừa nhận khoảng cách giữa hai khu vực này với phần còn lại là quá xa. Để giải quyết, họ quyết định mang đến MSI 2023 thể thức nhánh thắng nhánh thua, một thể thức giúp cho khoảng cách giữa Trung Hàn và phần còn lại. Các đội tham dự MSI 2023 năm nay cũng có chút thay đổi khi bốn khu vực mạnh được mang đến thêm hạt giống số 2. Gia quân từ vòng khởi động gồm có những cái tên Blue Bulla Gaming dưới sự lãnh đạo của Ngài Bin huyền thoại bị hôi cúp, Hề Hai Esports đến từ xứ sở Hề Âu, các chiến binh cống vàng Golden Guardians đến từ Bắc Mỹ Thò, Phở Sài Gòn chi nhánh Đài Loan, Kula Brazil, các anh già DFM đến từ đất nước nhân vật chính, chị Bảy Cầu Vồng đến từ Mexico và cuối cùng là ông vua ao làng Gam Esports. Ngay từ ngày đầu tiên, cả bốn anh Hề đã cống hiến cho khán giả những trận đấu mãn nhãn, Phở Sài Gòn thắng dễ DFM Game 1. Sang Game 2, anh giành Utapon cải giả lập CSGO và giúp DFM dẫn Phở Sài Gòn gần 10.000 tiền. Cuối cùng Phở Sài Gòn mới là đội thắng chung cuộc 2-0 trong sự ngờ nghệch của anh giành và đồng bọn. Sau đó đến lượt các giáp siếc Hề Hai và Cù Lao Brazil ra quân. Hề Hai định vui đùa một chút với các vũ công Samba bằng cách vác mỏ neo ra đường giữa và vác dìu ở đường trên. Nhưng các vũ công lại đọc pass là X Cù Lao Tham và đấm các chú Hề Hai gần chết. Đùa không vui, Hề Hai đã căng. Sau đó thì Hề Hai vùng dậy đấm ngược Cù Lao không trượt phát nào. Ván hai vẫn là những lựa chọn dị đó của Hề Hai và lần này họ quét dọn sạch sẽ zombie ở Cù Lao Brazil. Ngày đầu tuy vui nhưng mà tỷ số 4-0 trong vánh khiến khán giả cảm thấy hơi phí tiền vé, cho nên họ rất hy vọng vào một ngày hai bùng nổ hơn. Cuối cùng thì vẫn là 4-0 nhưng còn nhanh hơn. Trận 1 là set quay phim sẽ hạt cò giữa Bù Lu Bù Loa cao to đen hồi và bé Bảy mỏng manh. Trận 2 là cuộc đụng độ được mong chờ bậc nhất, trận đại chiến giữa những thế lực màu vàng, một bên là các chiến binh cống vàng, một bên là biệt đội robot Gundam. Thoạt nhìn thì 1-9, 1-9 rưỡi nhưng hóa ra là bố Mỹ gặp con trai Việt kiều. Chỉ sau hai ván đấu tương đối ngắn ngủi, cống vàng đã cho Gundam ra bã đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Ngày thi đấu thứ 3 diễn ra giữa các đội ở nhánh thắng, Bù Lu Bù Loa gặp cống vàng trước và Ngài Bin nhanh chóng chứng minh Royal ngu hồi cúp ngài là rõ. Bị hủy diệt ở game 1 nhưng cống vàng không hề nao núng. Game 2 họ xách hẳn quốc tướng Yasuo ra để chiều lòng khán giả. Đã chiều thì chiều cho tới nái, cống vàng chơi cực hay để gỡ hòa luôn tỷ số. Đến ván 3, BLG hết vui và Ngài Bin không để cống vàng được chơi game miễn phí thêm nữa. Bù Lu Bù Loa là đội đầu tiên tiến vào vòng sau. Trận tiếp theo của ngày là giữa cặp Hề Hai và Phở Sài Gòn. Phở Sài Gòn hôm ấy không có sự phục vụ của Messi, Neymar và cả Mbappe nên đối hẳn so với Hề Hai. Trong khi phía bên kia, hai tiền vệ Zike và Subin Hoàng Cáp chơi pressing toàn sân cực kỳ áp lực. Tưởng chừng sẽ là một trận thắng dễ cho đại diện Hề Âu thì bỗng dưng cả đội bị đau bụng tiêu chảy. Để kết thúc nhanh ván đấu và giải quyết chuyện quan trọng, Hề Hai liên tục kéo nhau ra Baron như thể đây là chỗ không người. Cuối cùng Subin Hoàng Cáp và đồng bọn lại bị đấm gần chết. Trong lúc cận kề sinh tử, cơn đau bụng bỗng tan biến và Hề Hai một lần nữa sống lại mạnh mẽ. Cuối cùng tiền vệ trẻ Zike với nghiêm túc cột lao cả đội hình Phở Sài Gòn một tỷ số 1-0. Sau ván đầu làm kinh tế mạnh tay, năm tuyển thủ Hề Hai đã có xe hơi nhà lầu view biển. Vì thế ván hai cả bọn nghiêm túc hơn hẳn. Xạ thủ Wan-Bissaka của Phở Sài Gòn rất cố gắng chống cự, nhưng một mình anh là không đủ trong ngày thiếu vắng bộ ba MNM. Hề Hai dễ dàng chốt kèo 2-0 và được đặt chỗ ở vòng phân nhánh. Ngày 4 là sân chơi của các đội nhánh thua, không phải đợi lâu, người hâm mộ VCS đã nhanh chóng được chứng kiến một trong những thất bại nhục nhã nhất của Liên minh Huyền thoại Việt Nam. Tưởng chừng Gundam sẽ dễ dàng cho bé Bảy Cầu Vồng biết thế nào là sức mạnh ao làng, nhưng họ đã không biết bé Bảy lại kích hoạt được sức mạnh thắng tự hào, dù chưa phải thắng tự hào. Và thế là siếc khỉ, cát nát, xì tạ và ông Thọ tỏ ra bất lực hoàn toàn. Người duy nhất có cố gắng là em Sang Kiaya nhưng như thế là quá ít. Gundam tham gia lớp bơi đường dài của Thế Thiên và bơi về nước trong sự tủi hổ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, VCS mới lại bị wildcard loại khỏi giải đấu quốc tế. Khu vực con cạc đã gửi lời mời Gundam và VCS tham gia chung vui nhưng chúng ta không dám trả lời. Dù vậy, các tuyển thủ Gundam cũng không cần buồn lâu vì sau khi về nước, công ty giải trí YG Entertainment đã mời họ đóng vai chính cho MV Haru Haru, phiên bản phục chế có màu. Bye.
vì cả thế giới đang phát sốt trước MV Aru Aru remake của Gundam, nên chuyện thư hùng giữa các A Dành Nhật Bản và Cù Lao Brazil sau đó cũng hơi bị thiếu quan tâm. Cảm thấy người bạn thân của mình quá tội nghiệp, các A Dành DFM quyết định trắng tay về nước luôn cho bằng bạn bằng bè. Cù Lao Brazil chứng minh Nhật Bản chỉ thắng được vũ điệu Samba trong chuyện Tsubasa mà thôi. Ngày năm là ngày thi đấu tương đối một chiều, khi hai đội nhánh trên là Cống Vàng và Phở Sài Gòn tỏ ra quá ảo trình bé bẩy và Cù Lao. Ngày cuối cùng của vòng khởi động chứng kiến màn đụng độ của Cống Vàng với Phở Sài Gòn, tưởng đâu người hâm mộ sẽ được xem một trận thư hùng nảy lửa đúng với mô tả Last Chance Qualifier. Nhưng cuối cùng thì cặp BO nam này không khác gì hàng Shopee, kết thúc với tỷ số 3-0 quá dễ dàng dành cho Cống Vàng. Sau đó MSI 2023 bước vào giai đoạn vòng phân nhánh. Ngoài 3 đội thắng vòng khởi động ra, ở đây còn có 5 cái tên sáng giá khác đang chờ tranh giành ngôi vô địch. Gengu với lay up trụ hạng 1, JDG với combo 3 chung và 2 hàn xịn trong truyền thuyết, Hề 9 song tấu với Hề 2, Mad Lions, du lịch London 5 ngày 4 đêm và tê liệt, hay lịch sự hơn là T2, nhà vua của những nhà vua với cú Grand Slam về nhì vô tiền khoáng hậu. Mùa bốc thăm chia cặp nhanh chóng được diễn ra, Odo anh B sẽ là người bốc và anh bốc thăm như bốc thăm luôn khi cho Hàn Quốc đấu với châu Âu, còn Trung Quốc gặp gỡ Bắc Mỹ. Cặp đầu tiên là Gengu gặp Hề 2, nổi tiếng là nghiêm túc, nhà vua LCK cũng tỏ ra hơi ngợp trước lối chơi phóng khoáng đầu game của các chú Hề 2. Nhưng như thế vẫn là quá ít. Khi Gengu sốc lại đội hình, em bay và anh Vinh dọn lúa đã hủy diệt hoàn toàn Hề 2. Thậm chí Gengu còn có ván thắng nhanh nhất MSI 2023 tính đến thời điểm đó. Những nỗ lực từ Subin Hoàng Cáp và đồng bọn chỉ giúp họ có chiến thắng danh dự ở ván 3. Sau đó thì không có sau đó nữa và Gengu chính thức được trả món nợ bị Hề 2 gạt tay trúng má vào năm 2020. Cặp đấu tiếp theo là giữa T2 và các chú mèo ma giúp đít. Tưởng đâu sẽ là kèo dễ cho nhà vua bánh xe bò, thì DNA C1 của Mad Lions bất ngờ bùng cháy. Khả năng pressing tầm cao từ Sang Thượng Lạn và El Georgia gần như đã khiến tê liệt lên xe lăn. Nhưng cuối cùng, khả năng thoát pressing của những con quỷ đỏ LCK lại đẳng cấp hơn hẳn. Sau vài pha giao tranh tẩu hoàn hảo, T2 đã lật kèo thành công. T2 rất vội trong series BO Nam này vì Faker đã sớm đặt đồ ăn tối. Để kịp về nhận hàng, T2 quyết định 7 giờ đánh, 9 giờ phỏng vấn luôn. Kỷ lục ván đấu nhanh nhất MSI 2023 của Gengu cũng bị T2 phá khi họ hấp diệt Mad Lions mà không cho đối thủ có thời gian bỏ phiếu đầu hàng. Cặp đấu thứ 3 là một kèo khá cần trên lý thuyết. Nhiều người hy vọng Hề 9 có thể tạo bất ngờ trước Blue Bùn Loa. Họ đúng là gây bất ngờ thật khi Aeon Hàn Xịn và A Dành Zven thi đấu cực kỳ nỗ lực. Nhưng đường trên của Hề 9 là Phúc Du lại báo quá trời báo. Đối thủ đã tự bóc vào bi mà hai chủ lực Ngài Bin và LK còn vô cùng uy tín trong ngày thi đấu hôm đó, thì tỷ số 3-0 chắc chắn là dành cho Á quân LPL. Cặp cuối cùng thì có quá ít thứ để nói bởi vì các chiến binh Cống Vàng không còn 8 trong cống nữa mà được Ruler Gaming mời đến 8 ao cá trình. Đúng như dự đoán, các trận chung kết giải quốc nội đã được tái hiện ở loạt trận thứ 2. Nhánh thắng là Trung Hàn, nhánh thua là Âu Mỹ. Rất chính xác với ý định tạo ra một thể thức giúp thu hẹp khoảng cách trình độ giữa các khu vực. Trận nhánh thắng đầu tiên là kèo thu hút sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Gengu đối đầu với Tê Liệt. Khác với trận siêu kinh điển ở chung kết LCK, lần này T2 đã nghe lời ngài Olio Sosa mà spam mạnh bài nhất xạ tứ nô. Nhờ đó họ dễ dàng hủy diệt Gengu trong 2 ván đấu rưỡi. Tưởng rằng cái kết Naruto đã đến với anh Vinh và đồng bọn, thì T2 lại muốn khán giả được thưởng thức Liên Minh Huyền Thoại thêm một tí. Liên tục là những pha xử lý đi vào lòng đất của T2 và nỗ lực tuyệt vời từ Gengu đã đưa trận đấu về với tỷ số hòa. Gengu cười tươi vì vừa trở về từ cõi chết, còn T2 cũng cười to vì miễn là anh em mình vui. Trong ván đấu cuối cùng, cả hai giằng co nhau vô cùng nghẹt thở, nhưng chỉ sau một tình huống combat mà Faker không cho Guma Yushi được chơi game, T2 đã giành chiến thắng thuyết phục trước Gengu. Cùng ngày, trận đấu loại trực tiếp giữa hai đại diện Hề Âu cũng diễn ra. Mèo ma giúp đít đã rất nỗ lực nhưng đây là MSI không phải cúp C1. Lẽ ra Sang Thượng Lạn và đồng bọn cần phải dứt điểm sớm ván đấu thứ hai trước khi con tướng anh khạc hay em khạc trong tay Bảo Bình trở nên quá xanh xao, nhưng họ đã không làm được. Kết quả là một bộ đồ người rơi được Joker Hề 2 gửi ngay đến phòng khách sạn Mad Lions kèm theo những tấm vé về nhà. Đường giữa Nick Kiu của Matt từng ước gì được gặp T2 để anh được về nước nghỉ ngơi sớm. Giờ thì cả T2 và Hề 2 đã cho Nick Kiu được toại nguyện. Ngày hôm sau là trận tái đấu chung kết LPL giữa Ruler Gaming và Bin Gaming. Chất lượng con người của Bin Gaming không so được với Super Team Ruler Gaming, nhưng bọn họ đã chơi rất kiên cường trong cặp đấu này. Dù vậy, sự im lặng của LK đã khiến Bin Gaming phải ôm hận. Trong một ngày mà Ruler bắn tùm lum vào đội hình Bin Gaming, thì thêm một chiến thắng 3 trắng nữa cho Ruler Gaming tại MSI năm nay. Không lâu sau đó tiếp tục là kèo tái đấu chung kết của hai đại diện Bắc Mỹ Thor, Phúc Du và Ba Bơ của Hề 9 có thể đần với những đối thủ khác. Nhưng khi gặp Đồng Hương thì họ đóng vai bố. Các chiến binh Cống Vàng cố gắng lắm cũng chỉ gỡ được một game danh dự. Còn lại khi Phúc Du và Ba Bơ đã về đúng phong độ, thì hai ông Hàn Xịn của Hề 9 dễ dàng đổ sát các chiến binh Cống Vàng với tỷ số 3-1. Ở loạt trận dưới nhánh thua, Bin Gaming đối đầu với Hề 2, Joker châu Âu chứng minh vì sao họ từng vô địch MSI khi chơi pressing cực mạnh với Á quân Trung Quốc, thậm chí họ còn kích được hệ báo thủ để gia tăng quân số lên thành 6-4 ở game 2. Nhờ đó Hề 2 gỡ hòa thành công. Sang game 3, Hề Ham lại có 6-4 và gần như đã dứt điểm được ván đấu, nhưng họ không ngờ rằng Bin Gaming cũng kích được hệ báo thủ để cân bằng quân số về 5-5. Nhờ kéo được Hán Sâm về đội của mình, Bin Gaming đã thành công cướp chiến thắng trong tay Hề Ham, y như cái cách mà Hán Sâm đã cướp... À mà thôi, không có gì.
Game 4 là một pha hề hai chơi tất tay khi đẩy mạnh khả năng đi ganh sớm của Zike và họ đã thành công. Nhưng Bin Gaming cũng vô cùng dày mãnh, họ lập tức pause game để ngài Bin vút tay trúng má LK vài cái, đồng thời cũng hạ bớt nhệ khí của hề hai. Sau khi pause xong, hề hai như sắp lên đỉnh mà bị Tiếp Tân thông báo hết giờ thuê phòng, họ gần như không muốn chơi game nữa. Và thế là Bin Gaming thắng 3-1, tiếp tục hành trình hồi cúp của ngài Bin. Ngày hôm sau lại là một trận 7 giờ đánh 9 giờ phỏng vấn nữa, Gengu tỏ ra quá vượt trội với hề 9. Một lần nữa bộ đôi Phúc Du và Ba Bơ tỏa sáng giúp hề 9 về nước sớm, còn nhà vô địch LCK Gengu tiếp tục tiến bước ở nhánh thua. Trận chung kết nhanh thắng là trận siêu kinh điển giữa hai đội tuyển mạnh nhất của Hàn Trung, T2 và Ruler Gaming. Ngày ván 1, T2 đã có bước đột phá trong cấm chọn khi cho A giành Lê Sang Khôi cầm mỏ neo còn chị Nguyệt Warner khi làm cừu sói trong vai trò carry thứ hai. Bước đột phá này đã giúp T2 có cơ hội lên xe lăn vì Kendrick trong tay chị Nguyệt chỉ là cừu, có Ruler và đồng bọn mới là sói. Nhận thấy sai lầm, T2 đã vứt luôn cặp tướng này và sọt rác trong hai ván sau đó. Nhờ vậy T2 chỉ cần đánh trúng hai pha giao tranh thôi là có luôn hai chiến thắng liên tiếp. Cờ đã nằm trong tay nhà áo đỏ nhưng một lần nữa ban huấn luyện và các tuyển thủ có quyền quyết định cấm chọn của họ lại cất não lên xe lăn. T2 mang mỏ neo và cừu sói trở lại và đó là cơ hội không thể ngon hơn cho Ruler Gaming chơi bài gấu và khỉ. Đúng như dự đoán, T2 không được chơi game ở ván 4, trong khi đó Đỗ Thánh Ba số 9 dùng quý quyền quá xuất sắc, tỷ số được cân bằng hai đều. Để ván quyết định, cả hai bên đều có tổng cộng 9 lựa chọn mạnh, chơi cái mỏ neo của A giành Lê Sang Khôi. Ruler Gaming đích thị là cái tên chuẩn đến từng mm khi Mr. Ruler gánh tìm quá khủng, còn đội trưởng đội cận vệ là Ba số 9 thì tạt cánh y như ngày Doran tháng trước. Trong lúc tuyệt vọng, T2 dùng chiêu cuối kéo nhau ra Baron giải quyết chuyện đàn ông và thật là điên rồ là tuyệt chiêu này lại có tác dụng khi T2 giao tranh 5v5 thành công. Thế trận dần trở lại với quỷ đỏ LCK nhưng cũng chính họ lại tiếp tục quăng nó ra chuồng bò bằng một pha mở combat 4v5 khó hiểu. JDG, C1 have 4 members here, owners respawning in 5. Well, Hook is going to land here as Faker just says we're going in. Moonlight Vigil is kind of massive but Ruler's gonna take down Faker. Zeus is huge but he's dead and it's a double kill for. Rõ ràng sức mạnh của T2 là combat đủ người, chứ không phải combat chấp người. Và chỉ chờ có thế, Ruler và các cận vệ gạt tay liên tục vào má T2, chấm dứt luôn chuỗi 361 ngày làm chùm thế giới của nhà vua bánh xe bò. Ruler Gaming chính thức ghi tên mình vào chung kết tổng. Hôm sau là cơ hội cuối cho Gengu và Bin Gaming viết tiếp hành trình leo tháp, nhưng đáng tiếc cho các khán giả đã bỏ tiền của và thời gian xem trận đấu này khi nó diễn ra quá trong vánh. Sau 3 lần thử, Gengu phát hiện bố của mình đã đi mua sữa nên đành bơi về nước để đi tìm bố, để lại tấm vé đi tiếp cho Bin Gaming. Đấm gục nhà vô địch LCK, Bin Gaming tiếp tục úp bô luôn nhà vô địch bánh xe bò. Tê liệt trong trận đấu này tỏ ra bất lực hoàn toàn trước Hà Nội xịn của LK và chỉ có được một ván thắng danh dự. Chỉ vài tháng sau giải LCK mùa thu 2022, chúng ta sẽ có giải LPL mở rộng 2023 với sự tham gia của Ruler Gaming và Bin Gaming ở trận chung kết tổng. Còn tê liệt, họ cuối cùng cũng không bị trêu là một đội mạnh nhất thế giới 361 ngày nữa vì đã ngã ngựa ở ngày 137. Đồng thời cái tên T2 cũng bị xóa bỏ vì giờ họ đứng hạng 3. Màu áo Tottenham mà tê liệt chống chế là màu áo vô địch 2015 cuối cùng cũng cho thấy sự đen đủi của nó. Có lẽ tê liệt đã quên rằng năm 2015, họ từng tạch MSI cũng với màu áo hãm tài này. Lần đầu tiên trong lịch sử, trận chung kết một giải đấu quốc tế sẽ có sự góp mặt của hai đội tuyển đến từ Trung Quốc. Ván đấu thứ nhất là một màn dạo chơi từ Ruler Gaming. Có Ruler thôi đã mạnh này họ còn ký hợp đồng với đội trưởng câu lạc bộ West Ham United để giáng những cây búa tạ xuống đầu Bin Gaming. Ruler Gaming dễ dàng dẫn trước 1-0 trước màn trình diễn thăng hoa của đội trưởng FC West Ham. Bin Gaming cũng nhanh chóng chiêu mộ đội phó câu lạc bộ này để đáp lễ trong ván 2. Nhưng tâm điểm của ván đấu không phải anh đội phó búa tạ, mà là anh thợ cắt tóc Barbin Shai với bí kíp cắt kéo trên London. Kết quả là Ruler Gaming chọc đầu cả 5 thành viên, đưa tỷ số trận chung kết về mò. Tưởng đâu vậy là hấp dẫn nhưng ở hai ván đấu sau đó, đội phó của FC West Ham lại từ chối ra sân và thế là hết. Ở phía bên kia, đội trưởng West Ham dã Bin Gaming như dã gạo, ấn định tỷ số 3-1 một cách chóng vánh. Cuối cùng, chiếc vô địch MSI 2023 đã thuộc về Ruler Gaming hay JDG, khẳng định sức mạnh của LPL đồng thời chứng minh combo 3 trung 2 Hàn xịn là bất tử. Vậy là một mùa MSI nữa đã khép lại với rất nhiều bất ngờ. Liên minh các băng cướp áo vàng gồm Gundam, Mèo Ma Giúp Đít, Cống Vàng và Gengu đều về nước trong sự ê chề. Cái tên được kỳ vọng nhất là Tê Liệt thì liên tục phá kỷ lục của bản thân khi không còn đứng hạng nhì và không còn mạnh nhất trong 361 ngày nữa. Đây cũng là mùa giải quốc tế duy nhất tính đến nay chứng kiến một trận chung kết toàn trung. Dù Bin Gaming có nội tại nhân vật chính, nhưng Ruler Gaming rõ ràng là mạnh hơn hẳn và hoàn toàn xứng đáng với chiếc vô địch MSI 2023. Giờ thì hướng đến giải mùa hè và chung kết thế giới thôi nào.